Hello, lại là mình đây anh em ơi. Lô anh Long nhá. Lô Ma Đình Trường. Anh Long có làm bán không? Làm bán không anh Long? Gì đấy? Nào mà 5 năm là ok anh Hello bác của Tú nha. Hello mọi người. Mọi người xem like, xem xin một like một share nha. Cảm ơn mọi người. Thì hôn rồi này. Hello bác Vũ Thành Đạt nha. Hello Nguyễn Trở nha. Chết, có ba nhà chuỗi thắng thôi kìa. Có ba nhà chuỗi thắng thôi anh em ơi, năm nhà chuỗi thua. Nhà này tiếc hai con phở lo anh em ạ. Hai con phở lo và cái kết. Ui. Giao vát hai con nắc luôn kìa anh em. Kiểu ép mình đánh hắc ám ấy. Hello Tuấn nhá.
kiểu bảo mày phải chơi hắc ám thôi anh em, ui Floyd. Trời ơi. Đúng bài luôn anh em ạ. Sợ chưa? Anh em thấy sợ chưa? Này. Đó. Anh em thấy chưa? Kiểu đúng bắt bắt mình phải chơi hắc ám. Không chơi không được. Ngọc đại suy hồn. Đồ xịn thế nhờ. Ngoan nhá. Hello Việt. Cái gì đấy? Bút bẩn nghe anh em. Đây rồi, ui trời ơi. Giá như cái rồi à, cái không phải cái hỗn mang mà là cái ngọc đại nhé, nhót ngay thêm cái thương nữa thì thôi. Ông mạnh nhá, ông mạnh mới thấy ở trong trận mà. Mới thấy mạnh trong trận mà mạnh ơi. Em vào đây xem rồi. Chốt luôn hắc ám với anh em, đợi chờ gì, phân vân là đứt đấy, phân vân là đứt.
Nô anh đủ người chưa? Đủ người chưa? Đủ người chưa anh được ơi? Xem. Ngon rồi anh em. Hello Phạm Khôi, hello Lê Đại Thọ nha. So. Mày chớp, mày chớp. Cái này quả này siêu đau luôn anh em. Này quả này siêu đau luôn. 71 máu luôn. Anh đồn gì ấy, nắp đồ gì đấy. Vãi cả nắp niềm để ấy hồi sinh cho con ấy ạ. Ơi đủ người chưa? Ui. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu anh em. Anh em ơi. Ào nhá anh em nhá. Là đánh kèo 8 này. Đánh kèo tí. Nay kèo cho anh em xem nhá. Thế anh em bảo tôi nay kèo cho anh em xem á.
toàn chùm đây này anh em ạ. Ông nào rồi? Đặt nhá. Ơ. Có anh em nào tự tin vào đây không? Ninh nhá. À, bây giờ ao rồi lại bảo là nghỉ ăn cơm này, chết rồi anh em. Kèo chuột non. Ghê vậy. Gì đấy, ông Đạt ơi, ông Đạt ra đi. Mày đánh keo không đạt mà mày đi vào đây. Kìa có anh Ninh rồi kìa. À, bản nãy đang đẹp, chỉ sợ GG bây giờ nó ra xấu này anh em. Nó toang á. Kèo 50k anh em. Nhất ăn 78. Nhì ăn 6. 3 5 4 hòa. Không, mình giận gì anh em, chỉ là hẹn ra rồi xong rồi ông nọ nhường ông kia.
Nó bắt tên tên nè nhá. Người đây sẽ là chấm xin một like một xe nhé, cảm ơn mọi người nhá. Kèo tăng, kèo K8 nha anh em nhá. Kèo K8 này toàn toàn chùm anh em ạ. Đây toàn chụp nói toàn thanh niên có số má này, này. Bạn đấy bài ánh mắt rồi. Nhưng anh GG anh ra để đánh kèo. Chứ bài bạn đấy bài ánh mắt rồi ra cả vôn rồi. Ra cả vôn viết Ngọc Đại. Thiếu một cái truy hồn thôi. Ngô Bắc Đức nha, hay nội tài. Ui dồi ôi, toàn cớp này, chết rồi. À, hai chòi gặp hai bùng lỗ. Ủa đau thế. Ôi, lên chỗ anh em ơi. Anh Vinh diễn viên gì em đang đánh kèo mà diễn viên gì đang đánh kèo đó. Để còn chơi đá lai nữa chứ thì chơi game mà lại còn chơi đá lai nữa trời ơi không được đá lai anh được ơi chơi hay rồi lại còn đá lai nữa ai chơi này.
Kindu 3 rồi anh em. Đã Kindu 3 rồi. Ôi. Ông thần ông Đức Huỳnh đã có Windows 3 sao kinh thế nhở? Gặp luôn. Và cầm đồ này chết rồi anh em ơi. Úp lại. Phải thật. Thì toàn anh em mà. Đây rồi. Có lẽ là em buồn, em nhớ đến anh. Có khi nào em buồn em khóc vì anh. Ok. Có đồ mà không tướng là phải chấp nhận thôi, nhìn người ta tướng ngon mấy kia. Thương đi. Ra cho cái thương đi. Ôi giời ơi. Ôi tèo. Quay lại à, trời ơi thương rồi nè. Ngay quả thương luôn. Này là phải đánh thú rồi anh em. Bàn đung của anh Nam hay thế nhỉ. Để ra vôn này anh em. Ra không ra gì phải bắt buộc phải thú ra hồi sinh thì trả thú.
Không có ai đánh hát ám bỏ đi nhỉ. Không ai đánh hát ám không cần ôm rồng đâu. Mỗi một nhà kệ nó. Một nhà thì mình có ôm thì trước sau gì nó cũng lên à. Có vô rồi, năm nhà có vô nó mất năm con vô nó anh em, chết rồi. Hello Hi nhá. Không có thú rồi anh em ơi. Nên nâng vốn không đây, ăn làm thêm không đây. Chết rồi. Úp cấp đi anh em. Đợi vôn giờ nó mệt phết đấy. Giết mình rồi anh em. Úp cấp rồi anh em. Lô hoàng điều. Mấy con vô không choi không sợ anh em ạ.
Ôi ok rồi anh em ơi. Chồn nữa thôi. Bây giờ em không bắt thì em chết à. Bây giờ nào nào anh. Giờ không bắt mà chết à. Ép phải bắt rồi. Ừ, đi hay đấy. Ngon. Liếm hết. Liếm hết anh em. Liếm hết. Hello, cho đi chơi nhé. Đang đánh kèo này. Chết chết phải chết anh em. Gì đây? À, con thên của anh Liễn bổ ghê vậy. Con Lily nào nhỉ? Em nếu có vô em mà có vô câu chuyện nó khác rồi.
Bạn em sẽ gặp mèo. Mong là nhà kia ăn mèo. Ngon rồi anh em ơi, ngon rồi, ngon rồi. Ừ, có đéo vôn có chơi ấy, anh em mình không có vôn. Vô nói mèo tanh nâu quá.
Thánh đồ khó chịu ghê anh em. Bon ra muộn quá. Vốn ra muộn quá anh em ạ. Sớm tí nữa thì ngon. Anh em đợi tí nha. Bài đấy các em có đánh 6 thú cũng thua anh Long ạ. Vôn ra muộn quá. Bài đấy có đánh 6 thú cũng thua. Nào mang lên nào. Có 5 sợi rồi anh em ơi. Có 5 sợi của anh Linh Zippo rồi. Ăn top 6. Còn đấy hút được nhà hai nhà top 7 8 thì ngon. Lâu lâu vào bút kèo đánh cho nó căng anh em ạ. Đánh danh mãi rồi. Danh mãi.
Anh nằm em đá với Linh, anh Linh ok chơi kèo nó mới căng anh em. Gì đấy, sao có ông Đài Loan ở đấy? Đánh kèo anh em mới xem được nhiều trận hay á. Chứ leo danh thì nó kiểu ấy. Đánh kèo này toàn tay to à. Toàn kèo căng. Ai mời được cái ông Đài Loan rồi à? Thật ra mình ở búc kèo lâu lắm rồi nhưng mà mình có mấy khi chơi đâu mà. Ủa ai mời ấy, anh Điển ạ? Mời ông Đà này vào tí tí banh tiền qua ấy à. It can play. Kích ra. Rồi ok, vô vô vô. Nói người Việt đấy. À, kèo thì top 1 ăn top 7 8. Top 2 ăn top 6. Top 3 ăn top 5, top 4 hòa không mất tiền. Vào bắt ngoài cũng được mà. Anh em nào cũng có tiền là chơi được nhé. Ơ sao lại cả bị mộng ở đây nữa. Toàn anh em tương tàn này. Chết rồi. Toàn anh em tương tàn này. Chết rồi anh em ơi. Sách thánh nè, sách thánh nè. Cố kiếm lấy vài game anh em. Mỗi ông 50k, ông nào thua thì 50k thế thôi. Top 1 sẽ được ăn 100k của top 7 8. Như mình top 2 nãy ăn top 6 của anh Ninh 50.000. Đó. Đấy là nếu mà thua, nếu mà out top thì mới bị mất tiền thôi. Sách thánh nào. Không out là không mất tiền nhá anh em nhé. Từ top 4 vào là có tiền nhá anh em. Em biết đâu ai mời nó vào ấy. Tự nhiên thấy nó lù lù ở đấy. Nhóm thua là banh nhá. Anh em nào mà muốn vào nhóm thì liên hệ mình nha. Thua là không được khóc cha. Có chơi có chịu đó.
mèo kia. Ơi trời ơi, đĩ mèo. Sao lại gặp đĩ mèo nhỉ? Bao nhiêu người không gặp. Mất ngay con hay ra tê. À con dọ hai. Mất ngay con giòn của anh em mình. Hello anh Nam. Đéo có chuyện bùng. Ở đây thôi, nói chung là anh em mà tốt nhất là không quen thì đừng vào. Tại cái book này toàn anh em quen mà. Cụ gãy nào nào. Ôi trời. Cái tội. Ô em tưởng anh Điển đi đánh 5 năm mà. Ôi giời. Nãy đồ này em có con giòn ngon này. Này phải giãn lại mèo thôi, gỡ lại anh em. Gì đây? Vãi thật. Ừ đây rồi anh em. Gãy lại hay chứ. Gãy lại được dưng bậc S của anh Liền. Ngon ngon ngon. Facebook nhé. Ngon rồi. Rét luôn này. Ngon rồi anh em. Kiếm vô nữa rồi. Một tí. Trời ơi, cái gì đây. Ừ thôi được. Có lẽ lại chuỗi tận thịt rồi anh em. Xoay. Ui mẹ thay đồ. Ngon thế. Rồi nha, úp cấp thôi, không dồn tướng nữa nha. À thôi, vẫn phải dồn anh em. Đánh này auto người ta đánh thú rồi. Anh như anh em nhìn này, ít khi người người ta đánh hắc ám trừ ra thương sớm nhé. Còn auto người ta sẽ đánh thú trước. Vì còn xấu người ta cầm thú người ta vẫn nổi được. Nó toàn nhá.
Ừ, đang đánh kèo toàn. Đang kèo cá tám này. Ừ. Sơn của anh Ninh khỏe thế. Cái thế kia vẫn chưa đi anh. Ok nhỉ. Ê con Diu đâu, à con Felix đâu nhỉ? Anh Ninh lại bán máu rồi. Check tin nhắn. Ừ, để anh lấy điện thoại này check. Ôi. Quất đi anh em. Quất tụi nó. Ôi thì chết rồi, ăn quả này. À. Ăn quả đấy của anh Niệm đau. À. Anh Niệm ơi. Đây rồi anh em. Ui, chúc phúc mà ngon ngon vãi luôn. Ôi biết thế để lại con hay ra tê nhỉ, xịt cho nó thốn anh em ạ. Đây rồi, kiếm con Felix nữa thôi. Đùn. À đủ. Mày thế. Ừ. Chết mẹ rồi, crazy kìa. Ừ đúng rồi. Crash đi ra. Ừ. Mẹ. Đều. Không có Felix anh em ơi. Chết rồi. Tèo nữa. Ui, nhà này có vôn rồi. Ui. À, mộng cũng có vôn rồi. Lại là Nguyễn Minh Niễn. À, thổi điếm thế.
thì đáng để lại đây đây rồi. Đang để lại à? Đồ đẹp mà tướng ra muộn quá. Thế sao mà ra vôn muộn là chết rồi. Bây giờ phải có vôn sớm anh em ạ. Bây giờ làm dí được người ta. Không mà bị người ta dí đó. Nhẽ lại dùng thêm tiếp. Chơi đệ. Sợ gì anh em. Ui. Hết vô rồi. Toang rồi anh em ạ. Ta có hết vôn rồi. Nhà thì 2 vôn 2, thằng thì không có vôn nào anh em. Ơi ma tộc không đây anh em ơi. Thẻ mai kiếm cái choi đây. Ôi giời, hai con vôn con trói này. Ôi giời, ôi giời ơi, thế đánh màu niển. Toàn rồi anh em ạ. Hết vô nó hai con nữa. Chịu rồi, người ta ra vô sớm thế thì thế đếch nào được anh. Gõ. Ừ.
bài đồ đẹp tướng ra muộn quá. Còn teo một đây này. Nếu làm gì được, sợ thật. Có cả ma tộc luôn. Nô Bắc Vũ Hiệp nha, hay Nô Danh Nguyễn. Chịu rồi. Đồ thì tạm ấy nhưng mà không có vôn, người ta có vôn người ta đì chết luôn. Toán choi. Sợ thật. Đúng rồi, đánh chế độ này người ta ra vôn sớm xong người ta cầm choi người ta dí ấy. Không làm gì được. Giờ mới ra truy hồn giải quyết chỗ gì. Giờ mới ra truy hồn thì làm ăn gì được. Má còn thêm bữa như bữa cuối luôn anh em. Sợ thế nhở. Nếu là teo hai luôn. Bài đen quá. Mấy nhà người ta có vôn người ta còn không sống được đây này, cùng mình. Người ta có vôn người ta còn đang không sống được đây này, còn mình không có vôn. Chịu rồi. Túc 7 luôn. Ơ chết rồi, nhựa ấn thoát rồi. Quên mất. Sorry anh em. Để xem tiếp là ngon lắm. Đồ mình không có tướng. Đổ ra sớm ra đẹp thế, tướng ra muộn quá. Là có vôn người ta dí nhà nào, hai vôn nhà thì hai vôn choi, mỗi con một cái choi này xuống thì ai mà đỡ được anh. Hòa vốn rồi anh em, quên mất không xem.
Cái đấy mình phải có vốn mới trụ được. Không có vốn không trụ được anh. Chết rồi, quên mất đi ao ra anh em ạ. Giờ ngồi chờ hơi lâu ấy. Nãy để lại ở lại xem là ngon không. Cờ không có chế độ xem lại nhỉ? Ấy có vôn đâu, người ta cầm toàn vôn hai, người ta xuống người ta nùa cho như vịt, sợ thật. Huề vốn rồi anh em, nãy được 5 xịt giờ mất 5 xịt. Anh em thấy là đánh búc kèo chỉ cần quay đi quay lại cái là không còn tướng mà chơi luôn á. Hai ván rồi mình không có vôn, sợ thật. Đợi nhanh em, chắc sắp xong rồi. Má cái ông thế ít mi thì mẹ đỏ với cứt. Chưa gì quay đi quay lại thấy hai con vun hai rồi. Mình đánh này còn không cả ma tộc chứ, ra cái thẻ ma tộc mà không ra cả ma tộc, sợ thật. Tìm kiếm con ma lốc nữa, thay con Vera đánh 3 ma cũng được. Không ra cho con thêm nó gánh tạm, không ra. Cày thế nhở. Kèo này hơi lâu quên mất không để lại cho anh em xem. Lần sau anh em đi vào đây mất tiền học phí đấy anh em ạ. Hôm nào mà không chắc tay mất tiền học phí dài dài.
Quên mất. Này khép anh mộng top 1 rồi. Này kéo anh mộng top 1 rồi. Tao hòa mới đánh được hai game mà toàn. Mẹ thằng Thế nó còn vôn 3 rồi nó vẫn thừa một con vôn nữa. Sợ thật. Mới đánh được hai ván này, một ván vào, một ván out mới hòa. Đã âm đâu? Không thể đéo mà. Đen thì phải chịu thôi. Đánh đá nhau loạn xạ anh em. Đâu đánh đánh kèo á, bạn có đánh kèo không? Anh Mộng ăn rồi. Vô anh em ơi. Vô vô vô. Ôi, trận vừa rồi hay đó, trận vừa rồi vôn 3 mà thua, thua man lốc 3. Vôn 3 thua man lốc 3 anh em. Nhà Thế này đánh 2 vôn 2 không chơi, chơi vôn 3 là chết Gặp anh Mộng đánh man lốc 3 đứt. Gãy ngựa luôn. Mình đen từ cái khúc mà gặp gặp ông mèo á, chứ gì cái chuỗi có ba nhà đánh chuỗi thắng mà gặp nhau. Toang rồi anh em. Lục lục cũ rồi.
Kinh. Ba ông cờ 5 năm. Đấy. Đấy, lại hai ông chuỗi thắng gặp nhau. Vãi thật. Nhỏ, ông thế ghê, cũng đen giống mình, y hệt mình ván trước. Chu 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 chu. Hello bác Văn Hữu nhé, hello Đức Nguyễn, hello Tuấn Võ nhé. Chết rồi, xong lỡ tay zone hai tiền thôi. Giật cả mình. Còn cái chuỗi nữa chứ, cắm gì bình thường, quả đấy không để ý thôi. Này, khi đánh hắc ám thôi anh em, cắm đéo gì, đã thua đéo đâu mà cắm. Đó kìa. Chắc con này đánh hắc rồi anh em. Mộng nhá, Mộng vừa hút kèo xong nó đi vào đây rồi.
Tướng xấu thế nhỉ? Tướng với đồ xấu quá, giờ làm nào anh em? Thế thì thôi. Bài này đánh hắc ám chắc rồi. Thú đêu gì nữa. Có khi nào nó dỗi nó cũng không ra thật không Toán? Toán này, có khi nào nó dỗi nó không ra thật không? Bạn Toán này, đéo có lô man, không có lô man anh Phú bắn tụt quần luôn. Địch ngoài đéo ngọc đại luôn, chết rồi. Đội này toàn thú à, sợ đéo rồi. Đéo còn đánh hắc ám anh em, cho này lên cho nó, cho phù no nó. Ôi phú võ đã có ấy rồi, anh niệm à. Mai không có truy hồn. Đồ nào đâu ra mà mua. Ê, nó dỗi nó không ra thật nè anh em. Quá chú trăm hóa ơi. Tán teo sách thánh này. Ô, thế này thì ăn béo mà cũng hết rồi. Dương nó mà có cái thương nữa thì thôi chết luôn. Sợ điếu gì mà cứ phải no nhỉ. Đen quá thì thua thôi chứ có cái gì đâu. Mới có một ván mà lo gì.
Nó hổ rẻ thì nó phải lo. Nó đang đông lắm rồi, từ từ. Bà Dương đủ bài sớm thế. Anít nó không ra thật anh em ạ. Đồ này đánh thú thì thôi luôn đấy. Ngọc đại càng thế nhỉ. Im gì, đang tập trung á mọi người nhá. Ôi ôi, hồn thứ cái truy hồn này anh em. Mọi người đang xem live, cho em xin một like, một share nhé, cảm ơn mọi người nha.
mãi xem đánh nhau anh em. Quên cả bán tướng rồi. Vun đều có đồ mà khỏe thế nhở. Vun không có đồ mà khỏe thế. Ừ. Đều đều. Đấy rồi. À, rồi ra Ngọc Đại anh em ạ. Đánh đủ bộ sợ rồng không ulti được ấy. Có nên kiếm cái thương nữa không nhỉ? Như thế này. Tìm kiếm cái thương nữa anh em, bắt cho nó dễ. Này đi rồi. Anh tìm kiếm cái lửa để anh cho ấy, cho Illu. À đấy, thương không anh lấy chi hồn này thì anh cho Illu rồi.
Không, anh điện khỏe thế. Ba ván rồi không có vôn anh em ạ. Sợ thế nhỉ. Đây rồi anh em. Đây rồi. Giờ ra cái sách thánh nữa. Ôi đằng nào thế, khoán lấy thêm tí tiền đi. Thế mà vô không chết kìa. Thật. Top 3. Ôi. Thế mà vô không chết luôn. Không có quả đấy. Anh Niển ăn rồi. Anh Niển có thương mà anh Niển ép góc ăn. Sao không cho con vôn bay nhỉ? Cho vôn bay mẹ đi. Toàn mỗi điện nó thương. Cụ đi bài mình phải có mana.
Chắc là có đấy, để xem đã. Tái tái kết bạn anh đi, không kết bạn anh không thêm được vào. Cái gì mà vào kèo đi, tao vào rồi. K8 tiếp nào anh em. Chưa vô book đã tí chơi đây, đang đánh kèo, đang đánh kèo anh em. Từ mai chắc khả năng toàn mai kèo cho nó căng anh em ạ. Đã đủ sáu một chín sáu tám năm một sáu bảy không bốn không anh em ơi, toàn cứng đấy này anh em. Ready?
đang bắt kèo ngoài gì kìa. Thêm được cả ông Miễn nữa. Nào, mấy ông chơi hay nghỉ đây. Toàn vào sới này khả năng toàn tàn tài không 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 trụ được đâu. Sới này toàn cứng mới là tài ạ. À, đánh ván nào xong banh bàn đấy nhá. Hoặc là hết hết buổi là banh á, không để tồn đến hôm sau đâu. Mẹ, lại cái chế độ là mình gãy lúc nãy anh em ơi. Bà má ông nội nó. Lại là cái chế độ thẻ sao này. Hoàng Điều cảm giác tự tin vào chơi được thì vào thôi. Kèo cứ 50k một ván auto mà. Nhẹ. Đơn giản dễ chơi, có vào top là có tiền anh. Sách thánh đi. Ô gì đấy? Ủa gì đấy? Ván này toàn công an thôi anh Mậu ạ. Ghê thật. Đấy, toàn công an chìm đây này. Ừ. Thế chứ, thế chứ. Sao mà đen mãi được anh em. Thế thì em con John mình có cái cung thủ á.
nữa. Định mệnh ta gặp nhau. Tải làm cái gì ấy, đánh kèo giải gì kèo một tướng này bạn. Thương rồi, ok em ơi. Anh Ninh ơi, cảm ơn anh Ninh nhá. Rồi anh Ninh nói quả chọn đét luôn, 10 điểm luôn. Chọn đét luôn. Mười điểm cho anh Ninh đào anh em ơi. Anh Ninh nói quả ghê thế nhỉ, đúng là anh của em. Ok đấy anh ạ. Các bạn chết rồi này, các bạn đánh nguyên tố đấy anh em. Xếp góc làm gì anh? Xếp góc bây giờ chính là người ta lén dễ hơn đấy. Anh để này, anh vừa bắt được góc bên này, vừa thổi được bên này, ép người ta phải đánh vào giữa. Bây giờ có nhà có Huỳnh này, có thương này, Dương có thương này. Không không xếp góc được đâu anh ạ. Kệ đi, kệ đi. Bài này nguyên tố rồi. Dưa lúc nào cần xếp thì mới xếp chứ anh chết. Ừ, đang đang đánh kèo ở cửa. Từ mai hôm nay kèo không chơi nữa. Bắc lực đồ đẹp thế nhỉ, tướng ngon này. Bài này xếp góc người ta vẫn có cơ hội lé, hai chủ lực hai bên này. Chị hồn nào, chị hồn đi,
Truy hồn Dương Vàng à, truy hồn nói. Thương nữ à? Ui. Ôi không có thương nữa. Tưởng ra cái thương nữa thì thơm nhờ anh em nhờ. Thì thơm như mùi mít luôn. Kiếp anh Điển đã có vôn rồi kìa. Đã có vôn rồi, chết rồi, tài tài nó có truy hồn rồi anh em. Piu. Ui. Ok anh ơi. Đồ này nguyên tố rồi anh Đinh ơi, đồ này không hắc ám được. Hắc ám đồ này là chớp đó. À, nguyên trợ thủ nó chớp đó. Chả nhẽ lại nâng voi hai luôn giờ. Cụ liền có vôn sớm quá, vôn sách thành sớm quá anh em. Mấy lại có vôn. Nguyên tố rồi. Đủ nguyên tố rồi anh em ơi. Đéo gì. Hai vàng. Thì em đang mặc tính ở hai vàng khóa làm đích đó, khóa là quả này sao ra vôn được nhỉ. Úp cấp thôi. Con voi nó làm hết rồi anh em ạ. Mắc. Đó lại khóa là mất vôn rồi. Ui. Có mua thêm không nhỉ? Ôm thêm hết nhỉ anh nhỉ? Mình ơi. Ôm thêm không? Ôm thêm không đây? Sợ người ta lên thên sớm ấy.
Ôi giời ơi, nâng lâng con voi chất lượng thế nhở, chứ không quả này để voi một từ nãy giờ nó khóc. Úp cấp thôi anh em, kệ thôi. Góc mà bác thương hai dương hai thương. Thế thì ép thì đều là được nhỉ. Vôn xịn thế Toàn ơi. À quả bắt đúng đi. Bắt đúng của Toàn 10 điểm luôn anh em. Bắn đúng 10 điểm luôn. Ê, sao mình không lấy ma tộc nhỉ? Lấy nguyên tố ma tộc luôn. Bỏ Lily. Bỏ nó ra luôn chứ. Quả ban đung này, đúng ban đung của nhà mình nuôi luôn. Đúng ban đung nhà mình nuôi luôn. Ừ. Lại là ban đum nhà mình nuôi. Ừ. Ôi trời ơi. Đau đầu phết đấy em ạ. Đau đầu phết đấy. Vòng này úp chín luôn này. Đủ tiền đấy. Úp chín cho vô đấy anh em. Giờ đúng ban đùm nhà mình luôn. Ôi chết mẹ, hồi sinh lại ném cho con này nhé, bảo sao thì thấy sai sai. Ôi. Cho vôn bay không nhỉ? Có lên cho vôn bay không anh ơi? Ôi cái gì đây? À, may là mình vẫn khỏe anh em. Quả con rồng bán độ thế nhở? Dùng bán độ thế. Cho mẹ vôn bay đi. Anh đi ơi, có cho vôn bay không nhỉ? Vôn bay phí quá. Má, con rồng của mình hai ván rồi. Rồng hai ván rồi anh em.
quay sang thổi ngang à, chịu luôn. Cho mẹ AZK ở nhà đi. Bay sách thánh truy hồn nữa, một cái huân chương hải thần nữa là đẹp. Ba đồ đấy thôi, đại nữa. Ôi trời mấy thế kẹp Celica giờ chơi luôn. Sợ gì anh em, mình cứ 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 tư à, mẹ nó bị ẩn đi anh em ạ. À, chu cha mỏ ơi, cái gì đấy, Chanel kìa. Úi giời. Vôn vôn bảo vẫn làm được, vẫn làm được. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thôi, truy hồn nữa anh em. Chi hồn nữa thôi. Cái gì con phone của anh Điển trâu thế? Vãi. Vãi xoài. Đây rồi anh em, mà đã xi đâu. Ui quá, quên con gì nhỉ, Sephora. Hello anh kia, lại còn đánh thường một cái mới nhảy chứ. Đúng búp bẩn luôn, người chơi hệ búp bẩn luôn. Người chơi hệ búp bẩn luôn. Thế
Rồi này mình phải có hắc ám, mình phải có truy hồn anh em. Mình có truy hồn hơi căng này. Giờ chỉ có hòa thôi. Ui, hello anh Thắng nha. Anh em đang xem live cho em xin một like, một share, một follow nhé. Em cảm ơn mọi người nhé. Đang đánh kèo anh em ạ. Bây giờ thủ hòa thôi. À đây rồi. Giờ cần vẫn ạ. Cần con sếp thôi anh em. Ui ôi vãi đái thật. Ôi giời ơi. Vãi cả chuyện. Vãi cả trưởng à. Đèn thế nhỉ? Mày. Chịu. Game lửa quá. Mày. Nể luôn. Không có truy hồn thổi con cờ rét còn không chết. Hòa anh em ơi. Cái sách thánh đánh tính đánh hai con mà không có truy hồn thì chịu phải không có truy hồn quả cuối quả à, con rồng đấy còn thổi ngang chứ. Đúng bài bút bẩn luôn.
gà đấy không có truy hồn, không ăn được. Đấy, hello, cái đại tướng cũng ngon lắm mà không ra truy hồn quả cay thế, trời ơi. Ra tướng ngon thế mà mấy con thua anh em ạ, này còn xổ số thua chứ. Nay mình vẫn đang dương năm xịt anh em ạ.
Hello, cô vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Chưa chưa đến mức đen lắm. Vẫn 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 trong trong mức cho phép. Vẫn trong mức an toàn bạn ơi. Hơi đen tí thôi nhưng mà vẫn trong mức an toàn. Toàn rồi này, quả sấy con Amini là thấy toàn rồi. Chết rồi anh em gãy rồi. Quả sấy con Amini của Bắc ấy là thấy toàn rồi. Vãi cả ngon ạ. Đây ngon. Ngon chưa? Ngon mà còn gãy chuỗi đây này. Chết rồi, món này dễ toang lắm anh em. À thế á, em chưa soi này. Đâu xem nào. Định mệnh. Anh nói em soi làm gì? Soi xong chán không muốn chơi luôn nên này. Ú à. Tưởng nói em, tưởng nói em đồ em đẹp thế này mà. Đeo được dương một đấy kìa anh em, quay thế nhỉ. Lại nguyên tố rồi, voi ơi voi, voi ở đâu á? Rồi luôn. Ông Bắc Đức Huỳnh này đã có thương rồi. Này toang lắm anh, đen lắm thì mình lại hòa thôi. Đến cả tối hòa với hello tới Tây nhá. À, toàn đủ ngon thế. Ông đồ mắc ngon luôn.
Liễn, cụ Liễn đã gãy rồi. Hello Hương nhá. Ông Đức Huỳnh này đồ ngon rồi, mệt rồi em. Ui rồi, ui rồi ôi. Thú rồi. Sách thánh à. Trời ơi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đôi giày đây rồi, đôi giày. Đây rồi. Đây rồi, đôi giày. Ngon rồi anh em. Ôi, tướng nó ra quả đấy được quá. Ui ôi, bác Long hai thương rồi. Lúc chiều anh thấy em va phải cái đội này đi đánh kèo này, các bác chụp ảnh gửi vào có thấy cả Hương ở trong đấy và thôi toang em rồi. Chui dính ngay bức kèo. Ừ, thôi toang em tôi rồi. Hello anh Hiếu. Ừ, buồn. Ngọc Đại hay Liềm đây. Lấy Ngọc Đại thì cho Cret anh em ơi. Ngọc Đại thì cho Cret. Chiều như Hương va phải cái đội này thì phải. Gì đấy, khỏe thế mãi ạ. À, Dương Lê khỏe thế.
tắc thở luôn à? Cảm ơn bác Nguyễn Hồng Phúc vừa banh cho em 20k nhá. Vâng anh Hiếu ơi, em đang kèo. Không kịp rồi. Ôi con voi lách siêu thế. Vẫn dính tí. À thế à? Thì tên Phúc ai biết được. Cảm ơn nhá. Tự nhiên anh thấy ông vừa cả kiếm được 1 lít, ông đã vào banh mất 20 rồi. Tài nhá. Tại tên tài khoản tên Phúc thì anh chẳng cảm ơn Phúc thì chẳng nhẽ anh này. Con voi của em được việc phết đấy chứ đùa. À, anh lại không check tin nhắn. Ván này nó bù lại cho ván trước rồi, ván trước mở cái vương phép nó ra truy hồn, ván này nó bù lại hết rồi anh em. Đây rồi. Ê để bốn bốn cung nhỉ. Để bốn cung đi anh em. Nên teo cũng đứt được làm gì. À, toàn là có ấy rồi, chết rồi. Ui rồi. Ui, chốt nắm truy hồn thế. Toàn hạng nặng thôi anh em ạ. Toàn hạng nặng thôi, toàn đồ chơi hạng nặng. Ôi quên mất này, để cho con ấy họ. Để con John truy hồn ngon. Sợ. Quên mất này, để cho con hay ra tê. Mấy ông chơi kèo đây này. Chiều nay mấy ông gửi trong book kèo, anh thấy có em ở trong đấy. Thì anh mới biết đấy chứ. Tía cờ rét kìa. À, cờ rét bu bẩn anh em. Voi được việc phết đấy anh em ạ. Đùa. Game này tự nhiên nên con voi lại được việc phết đấy chứ đùa. Con voi ba luôn này. Đùa với chúng tôi.
gì đây? Tèo cũng bắn con vô vô bên kia anh em. Red truy hồn được gì đâu. Đây từ nắp truy hồn cho Red nhá. Giờ con chưa đủ thú đây này, đang thiếu con mẹ gì đây? Báo thủ à? Truy hồn cho cửa rét đó. Thôi, tốt nhất là chẳng nghe ai. Thấy con chưa đủ thú nữa. Không ăn được ai. Thôi đừng nói nữa. Voi ba đi anh em. Hello bác toán nhá. Voi ba bán này. Toàn không vôn này, đánh thú toàn vôn muộn. Sợ nhỉ. À, ra cho con vôn à.
Đi rồi anh em ơi. Chết rồi mà còn neo với mình theo nữa chứ. Chết rồi còn nuôi mình theo. Đúng mình làm này. Thôi nghỉ thôi anh em ơi, bye bye anh em nhá. Muộn rồi. Chúc anh em ngủ ngon, bye bye. Ọp thôi anh em. Hòa. Chơi cả buổi tối hòa anh em.